Vào buổi sáng ngày hôm nay, nước Nga bắn liên tục nghi hãng thép ở ngay cái cảng Mariupol. Đây là video mới của chính phủ bên Ukraine cho chúng ta biết. Và ABC không có chắc chắn là cái ngày mà bắn như vậy là cái ngày nào. Đây là bắn từ trên không xuống liên tục như vậy. Ông Putin, ông nói với Phần Lan gia nhập NATO, đây là một sự sai lầm. Sếp của nước Nga cũng nói hậu quả tất cả phải chịu. Đây là giữa bên NATO và bên nước Nga, biên giới hai bên. Đây làm cho ông Putin đang lo ngại. Bên Ukraine nằm về hướng Đông Bắc, nước Nga đang rút lại. Đây là thành phố lớn thứ nhì ở bên Ukraine, Kharkiv. UK Ministry of Defense estimating Russia has now lost a third of the troops it committed. Theo chính phủ bên Ukraine suy đoán, nước Nga hiện tại ngay bây giờ mất 1/3 lính tráng của bên Nga. When it invaded Ukraine. Hồi lúc bắt đầu xâm lược Ukraine tới bây giờ. And Ukraine celebrating a big win off the battlefield. Và Ukraine đã ăn mừng rất là lớn về chiến tranh. This year's Eurovision Song Contest. Đây là năm nay của Song Contest. The Ukrainian entry receiving the highest ever popular vote. Và Ukraine được nhận rất là nhiều người ủng hộ. 200 million people watching worldwide. 200 million người xem cái chương trình này trên thế giới. The lead singer making this appeal. Đây là người ca sĩ ở trong nhóm ca nhạc này đưa lên nói cho biết. Mọi người làm ơn hãy giúp đỡ cho người Ukraine ở bên Mariupol và giúp đỡ trong lúc này. Ông Tổng thống bên Ukraine cũng ăn mừng. Nói dũng cảm gây ấn tượng với thế giới. Và ông hy vọng một ngày nào đó có thể mở cái ca nhạc này ở bên Mariupol. Đây là chiến thắng cho tất cả những người Ukraine. Chúng ta cần phải nhớ, trong lúc này có nhiều người đã bị chết. Đối với tôi thì tôi rất là hãnh diện một cái chiến thắng ở bên Ukraine. Năm nay buổi ca nhạc đó cấm nước Nga không cho tham dự. Chiến thắng lần này hãnh diện cho người Ukraine. Người Ukraine đã nằm trong thảm khốc từ hồi nước Nga xâm lược tới bây giờ.